rất tiếc anh xin lỗi, anh không phải hết quẩy để mời khách du lịch rồi. Thay bù vào thì em muốn uống nước trà để mời. Tôi thì tôi không có hàng phở ruột nào ở Hà Nội hết, nhưng để mà nói hàng phở mà khiến tôi muốn quay lại nhất á thì chính là phở Thế Béo này nè. Mọi người còn hay gọi là phở bay đó. Muốn thưởng thức một lần hương vị phở sốt vang như nào nên là tôi gọi một tô. Kèm với lại một tô phở đế thăng, nghe nói là chỉ ở Thế Béo mới có thôi. Nhìn bằng mắt thường thì mấy ông bà cũng có thể biết được miếng bò mềm cỡ nào. Ở đây còn có độc lạ nước chấm ốc bò, rồi bò viên trứng muối nữa nè. Lần đầu nghe tới đế thăng mà không biết đế thăng là cái gì luôn á má. Tại trong tô này vừa có nạm tươi vừa có đế thăng. Này, nạm tươi là cái này. Có gân cả mỡ. Thăng này, thăng là một cân này, em ăn miếng nào có toàn cân là để thăng, có đế hoặc cái thăng bò ấy. Dạ vâng. Chứ Hồ Nam nó cân bị hắc như kiểu là ớt chung tí xiêm, là độ cay của nó vừa, cái hậu của nó ngọt, nó không bị nồng. Thử nghĩ trời lạnh 15-16 độ mà húp miếng nước phở nóng coi. Tôi thề với mấy ông bà là nước dùng rất đậm vị luôn. Thịt bò hay thăng bò vậy ta nói là nhai vô tư. Bò sốt vang á thì tôi nghe mùi thơm của quế hồi các thứ nè. Còn phở Hà Nội á thì ngọt vị đậm đà, không biết dùng từ nào để diễn tả luôn á. Bởi vậy người ta mới có câu ra Hà Nội nhất định phải ăn phở. Trời ơi, biết chừng nào mới được ăn lại phở chuẩn gốc như thế này đây.